Ok, hello anh em. Hôm nay thì mình sẽ review cái con Exciter cho 55 như là video trước, nhưng mà con này có điểm khác là nó là phiên bản màu đỏ nhám. Các option thì cũng như vậy, vì đây là bản cao cấp, nó là bản Smoky Hell High Beast. Chỉ khác chỗ là cái màu sơn thôi anh em, đó là màu đỏ nhám, thấy không? Rất là, nói chung là nó so với màu xanh nó thì nó sẽ sáng sủa hơn một tí, và nó nhìn nó cứng hơn một tí ha. Đỏ nhám này thì sẽ rất là bền, cái màu này nó lâu xuống lắm anh em, tại vì nó có chạy xước chút ít thì nó vẫn không có mất đi cái độ mới của xe, nhìn nó vẫn, cái xe nó vẫn ok hơn là cái màu bóng. Đó, phần phía trước này anh em xem ha. Đó, đặc biệt của bản này là phần đầu của nó hai con ốc đầu là ốc kiểu nha anh em, còn bản thường thì chỉ là ốc lục giác đen bình thường thôi. Nó còn hai con ốc đầu của bản cao cấp á, thì nó sẽ sử dụng hai con ốc tự tựa như trên ốc đầu của MT03 2021. Phần đầu đèn phía trước thì anh em thấy không, đề mi nó các nước thì dạng là rãnh nước, nó nằm dọc chứ không phải là nằm ngang như đời cũ. Nó đây là phần chói đèn cốt này anh em, nhìn từ dưới lên mới thấy ha, tại vì nó đa phần là rọi xuống đất chứ không có rọi lên trời. Cái đèn này ban đêm là cực kỳ ngon nha anh em, nó không có gây chá mắt mà ánh sáng thì rất là hiệu quả. Đây là phần che động cơ bên trong. Phần đuôi phía sau thì mình thấy chưa nghĩ lắm. Bản này thì được yên 2 tầng ha anh em. Đó, còn nguyên cặp kiến zin luôn. Bây giờ là tiếp mục mình sẽ test bô cho anh em nghe tiếng máy của nó. Ok, giờ sẽ bật chìa khóa lên ha. Đây là chìa khóa Smoky của nó. Khi tới gần mình mới đầy được nha anh em. Ok, tiếp tục bật khóa. Mở máy lên. Đây là đồng hồ của nó anh em. Mình sẽ test bô cho anh em nghe ha. Ok, thì phần test bô thì mình có cảm nhận là bô xe rất là ấm, hơi hám rất là lực, không còn giọng nồi như đời cũ nữa. Và vì nó xài nồi mới anh em, khi mình lên ga cho bọn tôi trên 7000 thì cái VVA nó hiện lên. Và test thực tế thì rõ rệt anh em, trên 7000 thì cái xe nó vọt đi hơn hẳn, cảm giác rất là phê. Đây mình sẽ mở cốp cho anh em xem ha. Bên trong cốp thì được làm rất là gọn gàng. Mấy cái miếng đây là bình xăng cực kỳ lớn của nó luôn, 5 lít mấy á. Trong phân khúc Endomon thì nó lại chùm rồi, khó có bình xăng nào lên tới thể tích như thế này. Đó, đóng nguyên cũng rất là nhẹ nhàng luôn. Xe này thì nhông sên dĩa nó xài là dây sên phốt cao su, và dĩa sau thì rất là lớn anh em xem nè, dĩa nó tới 40 mấy răng lận anh em, 40 mấy nhìn không rõ nữa, 46 răng thì phải. Nó cùi dĩa thì đẹp, cái dĩa này rất là thể thao, cái dĩa này nó nhìn nó mỏng manh như mấy dĩa nhôm. Quay bánh thì hơi nặng nha anh em, vì sên phốt nè. Nhược điểm của sên phốt là nó cứng và nặng, nhưng mà đổi lại nó bền và không có kêu. Đây là tem kiểm định của nó, 2,09 lít, có nghĩa là chưa được 2,1 lít trên 100 cây. Nhưng mà mình chạy thực tế mấy ngày nay từ lúc mua xe về thì mình thấy là nó con số này là hơi cao so với thực tế.
Thực tế thì mình 1 lít mình chạy đồng hồ nó báo, trên đồng hồ báo là 1 lít mình chạy được tới gần 50 cây lận anh em. Rất là ngạc nhiên luôn, rất là tiết kiệm xăng. Đây là phần đề bi phía trước nè. Bây giờ mình sẽ bật pha lên cho anh em xem. Đây. Đó, hai cái pha nằm ở dưới. À, nhìn xa xa thì như hai cái bi cầu của R1 vậy đó anh em. Cót thì bên trên ha. Cót thì nó hơi lạc quẻ tại vì nó là tiểu R1 mà, bản chất R1 cũng đâu có phần đầu trên đâu. Ở phía trên là kính chắn gió cho nên nó chỉ làm theo kiểu mô phỏng thôi. Ok, video này kết thúc ở đây. Cảm ơn em đã xem video ha. Nếu thấy hay để lại một like cho mình. Chia sẻ video này cho nhiều anh em khác xem và nhớ là hãy đăng ký kênh. Bye bye.